Rồi, em này xin kính chào các bác. Quay trở lại với công việc thì đầu tháng chúc các bác có một tháng làm việc hiệu quả và gặt hái thật nhiều thành công. Hôm nay mùng 3 tháng 4 em lên video để chia sẻ đến các bác những chậu lan đẹp, mong được sự ủng hộ của các bác. Các bác xem video thì cho em xin một nút like và nhớ là xem hết video để chọn cho mình những cái giò lan ưng ý nhất nhé các bác. Đây, hình số 1. 130.000 một thân chồn đấy các bác, chồn đang hoa, thân rất đẹp này các bác. Ở khúc lũa thì cũng cực kỳ là rất là đẹp này các bác này, khúc lũa rất là đẹp nhé. 130.000 thì chỉ mua khi mua được khúc lũa này thôi các bác nhá. Hình số 1 130.000 đang nụ này các bác, chồn này thân rất là khỏe đẹp nhé các bác ơi, hàng thuần khúc lũa thì quá là tuyệt vời. Hình số 1 130.000. Hình số 4 180.000. Gồm có 2 4 6 thân chồn nhé các bác. 6 thân chồn. Vòi hoa này các bác ơi, vòi hoa này. Có một vòi hoa. Hình này thì có một vòi hoa, 6 thân chồn. Các bác cái dần bác cái thuần có để phân trâu đầy đủ này các bác này, có phân trâu rồi đấy. Hình số 4 180.000. 180.000 về các bác chỉ cần tưới nước và ngắm hoa chơi cây nhé các bác. Hình số 3 180.000. Hình số 3 180.000. Gồm có 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 thân, 8 thân chồn. Rồi vòi hoa cũng sắp nở rồi đấy các bác, sắp nở rồi đấy. Rồi các bác cái chồng thì có cả một thân tóc tiên này các bác, thân tóc tiên. Em chia sẻ hình số 3 là 180.000, 180.000. Hàng thuần ấy, rất là đẹp trên cái bảng dớn, ống dớn tròn này các bác. Rất là đẹp. Hình số 3 180.000. Hình số 2 180.000. Cũng có 2, 4, 5 thân, 5 thân chồn. Hình này thì có 1, 2 vòi hoa nhé các bác, hai vòi hoa, hai vòi hoa. Hình số 2 180.000. Chầm tím, chầm tím đang nụ đây các bác, cũng sắp nở rồi. Về lên tay các bác là ngắm hoa. Đây mầm gốc thì cực kỳ lực và khỏe này, mầm gốc rất là to khỏe nhé các bác. Hình số 7 100.000. Hình số 7 100.000 đang nụ chấm tím ấy, rất thơm các bạn. Hình số 5 100.000. Có hai thân, hai thân đều cho nụ hoa, hai mầm gốc thì cực kỳ to khỏe, rất lực của các bạn. Hình số 5 100.000. Hình số 6 100.000 chấm tím. Hình số 6 100.000. Hai mầm gốc rất khỏe nhé các bác. Đây có một thân thì đang cho mắt nụ đây. Hình số 6 100.000. Đây, một chậu kim kim điệp xuân. Đây hoa đây các bác. Mặt hoa đây rất là đẹp này các bác. Rất là đẹp và rất nhiều mắt nụ nhé. Rất nhiều mắt nụ. Cây đây rễ đang phun khỏe. Hình số 8 180.000. 180.000, rất là đẹp. Cây rất khỏe nha các bác, hoa nụ. Hình số 8 180.000. Tiếp tục một mặt hàng đang nụ các bác, đang nụ. Hình số 13 250.000, cẩm báo Lai Châu. Cẩm báo Lai Châu đang nụ, cây rất là đẹp, thuần nhé các bác, thuần lâu. Đây, có mắt nụ rồi.
Cây nhỏ nhỏ này cũng cho ra mắt nụ này các bác, cây thuần được rất khỏe, có hai mắt nụ các bác. Là hình số 13, 250.000, 250.000. Bác dần bác cái thuần này các bác. Thuần này. Hình số 14, 200.000. Cẩm báo Lai Châu. Hàng dân thuần nhé các bác, dân thuần ở trên cái trụ giớn này. Có một mắt nụ này. Hai, ba vòi nụ các bác nhé, ba vòi nụ. Rất là tuyệt vời, ba vòi nụ. Đấy, ăn sương ăn nắng cây rất khỏe. Hình số 14, 200.000, cẩm báo Lai Châu. Hàng dân thuần, ba vòi nụ, ba vòi nụ. Tục là hình số 23. Đây, combo có hai thân hạc vĩ. Hai thân hạc vĩ thì chi chít hoa này các bác. À, một thân ngọc thạch ba màu. Mầm gốc lên rất khỏe này các bác. Rất khỏe hơn. Đây, chi chít hoa hạc vĩ nhé các bác. Hai thân, thân nào dày hoa. Hình số 23, 180.000. Gồm hai thân hạc vĩ và có ngọc thạch ba màu trồng kèm nhé các bác. Mầm gốc lên ổn định khỏe. Hình số 23, 180.000. Hình số 22, 250.000. Ý ngọc, hoàng thảo ý ngọc hay năm cánh trắng ý ngọc đây các bác. Chi chít toàn hoa, toàn nụ là nụ này các bác. Thời điểm này sưu tầm là rất đẹp này các bác, về đến tay các bác là ngắm hoa luôn. Và những cái mầm gốc này các bác, mầm gốc thì cực kỳ lực và khỏe. Làm giống năm sau thì quá tuyệt vời. Vừa ngắm hoa và có một bảng giống cho sang năm, hàng cực khỏe luôn. Thì đây, để em gửi đến các bác ảnh của hoa năm cánh trắng ý ngọc này. Rất là đẹp nha các bác, rất là đẹp. Hình số 22, 250.000. 250.000. Toàn nụ là nụ. Hình số 21, 250.000. Nụ cứ từ gốc lên đến ngọn, có những cái thân dài 5-60 phân, 6-70 phân các bác. Nụ từ gốc đến ngọn. À, mầm gốc thì lên rất là khỏe. Hình số 21, 250.000. Hình số 20, 250.000. Năm cánh trắng ý ngọc. Đây, mầm tơ đây. Mầm tơ nên rất khỏe nhé các bác. Nụ chi chít, chi chít nụ. Về đến tay các bác là ngắm hoa là vừa đẹp đấy. Toàn thân dài 5-60 phân này các bác nhé. Hình số 20, 250.000. Hình số 19, 250.000. Rồi, toàn thân dài có những thân 6-70 phân, 80 phân này. Tất nụ là nụ này các bác. Cực kỳ sai hoa nhé. Cực kỳ sai hoa, mầm thì lên khỏe. Lên khỏe ổn định. Hình số 19, 250.000. Hình số 29, 250.000. Năm cánh trắng ý ngọc. Đây, mầm tơ đây, mầm tơ đây các bác. Nụ nhé. Cực kỳ là sai nụ. Cực kỳ sai nụ. Hình số 29, 250.000. Tiếp tục là dáng hương tam bảo sắc Lai Châu này các bác. Ghép ở cái trụ giớn này, ống giớn. Dáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Đang có hai vòi nụ, hai vòi nụ to và tím này các bác. Cây thì các bác dần bác cái
để vạ vật ở trong rừng ấy, toàn côn trùng đốt, mà cây rất khỏe nha các bác, cây rất khỏe, rất lực, rất đành, rất khỏe. Hình số 9 150.000, quá rẻ, mở hàng cho các bác nhé. Hình số 9 150.000, dáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Đây, những cái các bác cứ ghép những cái khúc gỗ nguyên bản nhỏ nhỏ vào cái chậu này các bác, thành một chậu to. Đây, con này thần rất đẹp này các bác. Hình số 10 130.000, chia sẻ rẻ để lấy lộc của các bác anh nhá. Hình số 10 130.000. Thần dáng hương lá xếp này các bác, lá xếp rất đẹp. Hình số 10 130.000. Hình số 18 120.000. Đấy, ba cái đặt ở cái trụ giớn, à, cái đĩa giớn này các bác. Dễ khỏe, hàng cũng thuần lâu rồi các bác. Cũng ba thân rất đều nhau. Một hình số 18 120.000. Ba thân rất đều nhau, lá xếp nha các bác. Tiếp tục hình số 11 130.000. 130.000. Toàn những cái khúc nguyên bản nhỏ nhỏ các bác này ghép vào một cái chậu nhựa này các bác. Cây rất đều nhau, rất đều, đẹp nha các bác. Hình số 11 130.000. Hình số 12 130.000. 130.000. Các thân đều khỏe nha các bác, rất đều và khỏe. Dòng rêu các bác đi, đáp đây. Hình số 12 130.000. Vâng, duy nhất có một chậu kiều dẹt nha các bác, kiều dẹt. Dành cho các bác có duyên nhé, dành cho bác nào có duyên. Đều có mắt hoa nhé các bác, đã nhú mắt hoa, bắt đầu nhú mắt hoa. Rồi. Bắt đầu nhú nụ hoa đấy. Đó, các bác có nhiều mắt đang nhú rồi nha các bác. Nhiều mắt đang nhú rồi. Đó, dưới cái lá bắt đầu nhú này. Đó. Kiều rẻ, hàng rất là hiếm nha các bác. Hình số 24 450.000, 450.000. Một đĩa kiều rẻ đây các bác. Cây thì cực kỳ khỏe, rất đành khỏe, của bác dần bác cái chồng nha các bác, bác dần bác cái chồng. Hình số 24 450.000, dành cho bác nào có duyên nhé, có một hình duy nhất thôi ạ. À, một dề nhỏ hoàng thảo kim thoa nhé các bác, hoàng thảo kim thoa. Hình số 26 180.000. Hình số 26 180.000. Đây, đã nhú mắt nụ nha các bác, đã nhú mắt nụ. Nhú nụ nhé. Hoàng thảo kim thoa thì sẽ cho hoa vào thời gian tới đây các bác, đang nụ rồi ạ. Đây. Mắt nụ đây các bác, nhiều mắt nụ. Rất nhiều mắt nụ đây. Hình số 26 180.000. Một dề nhỏ của bác dân bác ghép ở trên cái đĩa giớn này các bác. Đây, em gửi tới các bác mặt hoa của hoàng thảo kim thoa đây. Đây các bác. Hoa của hoàng thảo kim thoa đây nhé các bác. Rất là rực rỡ, rất đẹp nhỉ. Đây, một dề nhỏ đang nụ, rất nhiều nụ này các bác. Hình số 26 180.000. 180.000. Một chậu một to này các bác, một dề to. Trồng ghép ở trên cái khúc gỗ lúa này các bác. Rất là chắc chắn khỏe này. Hàng thuần lâu đấy các bác ạ. Thuần lâu rất nặng này.
Đây, mặt nụ này, rất nhiều mặt nụ nha các bác ơi. Rất nhiều mặt nụ. Rất nhiều. Hoa rất đẹp, rất rực rỡ. Đây có 1, 2, 3. Ôi, nhiều, nhiều mặt nụ. Đây, rất nặng các bạn. Khúc lúa này. Đây là hình số 25, 450.000. Hình số 25, 450.000. Đấy, em phải đứng xa rồi các bác nhìn mới hết được cái chậu hoa này các bác. Rất nhiều mắt nụ nha các bác. Đây là hình số 25, 450.000. Hoàng thảo kim hoa. Tiếp tục là đây, hài dâu xanh nhé các bác. Hài dâu xanh. Hình số 15, 250.000. Hài dâu xanh thì cho hoa vào tháng 6 tới nhé các bác. Hoa tháng 6. Trồng ở trên cái chậu đất nung rất đẹp của các bác. Hình số 15, 250.000. Cây thì thuần, lá khỏe. Lá to và dày khỏe nhé các bác. Hình số 15, 250.000. Hình số 17, 250.000. Hoa thì có thể chơi cái dài từ 2 đến 3 tháng ấy các bác. Hình số 17, 250.000. Hình số 16, 250.000. Hình số 16, 250.000. Hài dâu xanh nhé. Hài đập rất là đẹp đấy các bác. Cáo Lai Châu, cáo Lai Châu này các bác. Cáo Lai Châu. Đã có hai vòi hoa đây, hai vòi hoa. Hai vòi hoa nhé, thân lá xếp rất đẹp. Hàng thuần này, ở trên cái khúc giớn này các bác. Hình số 28, 250.000. 250.000. Hai vòi hoa, hai vòi hoa. Cáo Lai Châu. À, hàng hiếm, hàng đặc biệt nhé các bác. Lá nhăn à, lá nhăn này các bác. Lá nhăn nhé. Hình số 27, 500.000. Có một cáo Lai Châu đây các bác. Lá nhăn. Hàng cực hiếm nha các bác. Rất là hiếm. Hàng thuần, cây thuần. Hình số 27, 500.000. Cáo Lai Châu. Cáo Lai Châu, cáo lá nhăn nhé các bác. Cáo lá nhăn. Bác nào yêu thích cái dòng lá nhăn này thì đặt hàng ngay nhé các bác. Có một thân thôi ạ. Hình số 27, 500.000. Hình số 27, 500.000. Vâng ạ, vừa rồi là cái chậu lan cuối cùng để em chia sẻ đến, gửi đến các bác. Thì mong được sự ủng hộ của tất cả các bác. Em xin phép video ở đây. Em xin cảm ơn.